Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video em sẽ chia sẻ với các chị về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Bính Ngọ nữ mạng của các chị. Một trong những cái tuổi mà năm vừa rồi chịu rất là nhiều cái sự không tốt đẹp vì là bị gọi là tí ngọ lục xung, tức là bị xung thái tuế của năm, hạn 55 tuổi. Năm nay thì mọi chuyện đỡ đần hơn một tí thôi chứ không phải là tốt đẹp hơn nhiều, bởi vì là năm nay sao chủ của năm tuy không còn là cái đô nữa nhưng mà vẫn là một cái phá tinh, là một trong những cái phá tinh khá là mạnh về hành hỏa, đó là Văn Hớn. Chủ mệnh gặp trọn năm là Tý và Ngọ, Sửu và Ngọ là một trong những cái cặp địa chi nhị hại theo kiểu nói của người miền Nam và lục hại theo cái cách gọi của người miền Bắc, thì sẽ đem đến nhiều cái điều xào xáo không tốt đẹp ở trong cái phần gia đạo tình cảm cũng như các mối quan hệ trong công việc làm ăn. Thì để biết chi tiết như thế nào thì mình sẽ vận vào 6 tháng cuối năm, bởi vì em đã làm một cái video cho cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, có nói sơ qua cái phần tử vi của cả năm. Bây giờ mình chỉ nhắc lại sao hạn vận niên để mình áp vào cái 6 tháng cuối năm cho nó biết được là nó nặng nhẹ ra sao. Đầu tiên á, thì các chị á, là người mệnh thủy, người ta gọi là Thiên Hà Thủy, gặp năm Tân Sửu là một năm Thổ, Bích Thượng Thổ là tương khắc, Thổ khắc Thủy. Đây là hình thái xấu chủ về khó khăn trong cái bộ mạng và sức khỏe. Đặc biệt là khi mà bị năm tương khắc mạng như thế này á, thì phúc tinh và tài tinh ở trong bổn mệnh của các chị ở trong cái năm Tân Sửu sẽ không có nhiều cái phát huy được tác dụng, cho nên là đem lại nhiều ngăn trở, dễ bị người khác gạt, sức khỏe có phần yếu kém ha. Sao chủ của năm á, là một khung tinh Văn Hớn, sau này á, là đem đến thường là những cái chuyện khó khăn trong công việc, không có tốt đẹp trong cuộc sống, dễ sinh khẩu thiệt và thương tật, đặc biệt là vào các tháng 2 nè, tháng 8 âm lịch, nên làm các việc lớn dễ mắc kiện thương cửa quan, cho nên là đừng có quá mong cầu gì ở trong một cái năm có cái sao Văn Hớn chiếu mạng. Bản mệnh của mình là Thủy gặp sao Văn Hớn là Hỏa nữa, nó tương khắc nhau, nó càng làm cho cái sự hung hại của sao Văn Hớn gọi là mạnh hơn. Sao Văn Hớn này xét về sự hung hại thì 80 với lại sao cái đô mà các chị phải chịu ở trong năm Canh Tí năm 2020. Bởi vậy cho nên là cũng không mấy gì là tốt đẹp. Hạn là hạn Ngũ Mộ, chủ yếu của hạn này tác động trên cái phương diện tài lộc, chủ về mất mát tiền của. Ngũ Mộ tuy là tiểu hạn nhưng mà nó sẽ dai dẳng, nó không như là các hạn Huỳnh Tiền chỉ nặng về bệnh rồi này kia. Hạn Ngũ Mộ là rai cứ đi ra mãi, cho nên là cẩn thận cái việc mà mình không tốt đẹp ở trong cái công việc làm ăn. Vận niên là Trư Phùng Hỏa, đây là vận niên xấu chủ về thị phi, cẩn thận mọi phương diện. Vận niên Trư Phùng Hỏa là hình tượng của cái con lợn bị quay á, cho nên là một năm khá là nóng nảy ở trong những cái công việc làm ăn, nếu mà không biết bình tĩnh sẽ gây cái thiệt hại rất là lớn. Cái đó là nhìn chung cái vật bên ngoài về cái tử vi. Phần này thì em cũng đã chia sẻ kỹ cả về thiên can rồi địa chi với ở trên cái phần tử vi mà cả năm cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm. Nếu mà các chị muốn xem thì các chị xem lại dùm cái video đó. Bây giờ thì mình vận vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Tháng đầu tiên của vận hạn 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân á, là một tháng Hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là người mệnh Thủy khắc tháng Hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp. Thiên can á, là chữ Bính thì đồng hàng, Bính của Bính Thân và Bính vào của Bính Ngọ là đồng hàng. Người ta gọi là công việc thuận thành, hanh thông, không có vấn đề lớn ở trong công việc. Địa chi thân Ngọ, tự chủ bình hòa, không hình không hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của cái tháng 7 không phải là cái vấn đề lớn, không có quá nhiều cái sự xung khắc. Như vậy tháng 7, tháng cô hồn của năm Tân Sửu năm 2021, chỉ cần phải chú ý đến cái bổn mạng và sức khỏe khi mà thủy của bổn mạng khắc họa của tháng. Tiếp đến đó là tháng 5. Tháng này quên, tháng 8. Tháng 8 là cái tháng mà gọi là gì? Cái sao Văn Hớn nó hoành hành mạnh tháng 2 và tháng 8 ha. Thì tháng này là như thế. Thì tháng 8, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021 đó, chính là tháng Đinh Dậu. Mà tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy bản mệnh cũng tiếp sau, thủy của bản mệnh khắc hỏa của tháng. Bản mệnh các tháng bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, cho nên các chị cần cẩn thận một tí xíu về sức khỏe bổn mạng. Thiên can thì cũng khá giống với lại tháng 7 khi Bính và Đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Bính lẫn Đinh thì đều nạp anh ngũ hành hỏa, cho nên có thể nói đây cũng khá giống với cái thiên can của tháng 7, tốt đẹp cho công việc, không có quá nhiều cái sự xui rủi mà diễn ra. Địa chi Ngọ ha, tuổi Ngọ gặp tháng Dậu là Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu. Đây là thuộc nhóm tứ hành xung nhưng lại không sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, cho nên không phải là chính xung. Gia đạo tình cảm có những cái chuyện buồn phiền hoặc là có thị phi tai tiếng một tí xíu, nên nhớ là cái sao Văn Hớn nó cũng phát huy cái tai tiếng thị phi nhiều, cho nên nếu có thì cũng không có gì là quá lớn, thì có buồn phiền chút xíu thôi, cẩn thận một chút ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy xét về trường mệnh là bản mệnh thủy sinh ra mộc của tháng, bản mệnh bị sinh xuất, phúc tinh và tài tinh sẽ suy yếu, bản mệnh cũng sẽ có chút suy yếu. Thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ, nạp âm ngũ hành của Bính là Hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất, dễ gây ra suy hao tài lộc nhưng không lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán của các chị. Địa chi thì lại tốt đẹp khi là Tuất Ngọ thuộc cái nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất. Địa chi mà thuộc nhóm tam hợp thì gia đạo tình cảm nhiều cái sự tốt đẹp, đặc biệt mà nếu mà trong cái tháng này mà có cái khó khăn gì đó thì rất dễ gặp quý nhân bạn bè mà giúp đỡ mình vượt qua cái sự khó khăn ha. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi, mà tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh thì cũng giống tháng 9 khi mà thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không tốt, phúc tinh tại tinh vì thế phải suy yếu. Thiên can thì Kỷ Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của thiên can này cũng khá giống với nạp âm ngũ hành của tháng 9 khi Kỷ là Thổ, Bính là Hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, tháng này rất dễ suy hao tài lộc nhỏ hoặc là nằm trong cái sự tính toán của các chị. Địa chi Hợi Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Về phần gia đạo tình cảm thì có thể là sẽ không tốt bằng tháng 9 khi không phải là thuộc nhóm tam hợp, chỉ là không xung không khác nhau thôi. Rồi tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng Thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì tháng Thổ sẽ khắc cái mệnh thủy của các chị. Tháng khắc bản mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, thậm chí nguy nan tới bổn mạng của mình ở trong tháng này. Thiên can thì sao? Thì chữ Bính của Bính Ngọ sẽ khắc chữ Canh của Canh Tý. Thiên can khắc tháng, công việc cẩn trọng, có kẻ phá toái, thậm chí là lâm vào cái việc mà đáo tụng đình ở trong cái tháng như thế này. Vì Thổ khắc thủy thì khi mà tháng khắc bản mệnh đó, thì cái phúc tinh và tài tinh gần như không có tác dụng, phá tinh bại tinh nó sẽ rất là hoành hành. Đặc biệt là cái phần địa chi khi là mình là các chị là tuổi Ngọ gặp cái tháng Tý là Tý Ngọ nằm trong cái bộ tứ hành xung mà sát nhau Tý Ngọ, người ta còn gọi là lục xung hoặc là chính xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng chuyện không vui, thị phi tai tiếng rất là dễ trong tháng này. Như vậy có thể trong vận hạn 6 tháng cuối năm, tháng 11 là tháng cực kỳ xấu đối với các chị tuổi Bính Ngọ, thậm chí là các anh tuổi Bính Ngọ. Vì sao? Vì mạng thì bị tháng khách, thiên can thì khách tháng, địa chi thì lục xung. Rõ ràng là có ba cái để xét xui rủi tốt đẹp cho ba cái về khác nhau, về mạng, về công việc và về gia đạo tình cảm, thì cả ba đều xấu. Cho nên nếu là các chị thì em phải cực kỳ cẩn thận cái tháng này, không nên làm việc gì lớn ở trong tháng này. Việc lớn là nên đẩy ở tháng 9 mà làm thì có vẻ là tốt đẹp hơn. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Chạp, tháng 12, và là tháng Tân Sửu luôn. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, chắc chắn đây là một tháng Thổ nữa. Như vậy xét về trụ mệnh là Thổ của tháng tiếp tục khắc thủy của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, nguy nan tới bổn mạng của mình. Thiên can thì tốt đẹp hơn nhiều so với cái tháng 11. Vì sao? Vì chữ Bính của Bính Ngọ sẽ hợp với chữ Tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, người ta gọi rằng nếu mà gặp thiên can ngũ hợp ở tháng thì công việc sẽ gặp nhiều hanh thông, dễ có tài lộc. Địa chi Sửu Ngọ nằm trong cái bộ nhị hại của theo miền Nam và lục hại theo miền Bắc. Gia đạo tình cảm sẽ có chuyện không vui, đặc biệt là có chuyện không vui ở một người con gái của mình, rất là dễ xảy ra. Còn cái việc đó tại sao là người con gái thì em đã giải thích ở trong cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn của cái phần nói về 6 tháng đầu năm rồi, cũng như tử vi đầu năm rồi, các chị phải liên đới tới thì mới hiểu được. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Bính Ngọ của các chị. Bên cạnh một số cái tháng gặp khó khăn như tháng 11, tháng 12 và tháng 8 thì cũng còn vài tháng là tốt đẹp, đặc biệt là tháng 9 âm lịch của cái năm Tân Sửu này. Hy vọng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến với các chị sẽ giúp được các chị biết rằng mình nên cương, nên nhu, hay là làm thế nào để vượt qua cái khó khăn và làm thế nào để tận dụng những cái mà may mắn, có được một cái năm Tân Sửu năm 2021 thành công mỹ mãn, không có thất bại như cái năm Canh Tí năm 2020. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký tử vi và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh, các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.